Đấu La Lục phần 2643. Long Hoàng Đấu La chiến với Thạo Thiết Đấu La phần 4, tuyệt thế đường môn. Vu Hoàng đoán đáy mắt là toát ra một tia đáng tiếc, nếu như không phải là bên này đi làm chuyện quan trọng hơn, hắn thật là muốn hào hào học tập một chút cuộc va chạm giữa những người mạnh nhất đường đại này. Người trung niên họ Lý đương nhiên là cũng nghe được tiếng oanh kích lờ xa xa chuyển đến, thỉnh thoảng nhìn về hướng kia, đáy mắt cũng là toát ra nhiều tia sợ hãi. Hẳn đây là hồn đạo sư, bản thân đương nhiên là cũng là hồ sư, có thể nghe tận tai tiếng kinh khủng như thế kia, thực sự làm cho hắn đầu tiên phật dập phái. Hơn nữa, hắn còn không biết rằng đang xảy ra chuyện gì. Trong lòng cũng là đang có chuyện, trong lúc nhất thời, lại càng nhìn màn ảnh ở trên tay nhiều hơn. Đang lúc ấy thì là từng đạo thân ảnh đột nhiên là bay lên trên trời từ cái sân phía sau quán vậy. Một thanh âm cứng cáp vang lên: Lý Trung, ngươi bảo vệ tốt tông môn. Lý Trung, ngươi bảo vệ tốt môn hộ, chúng ta đến hoàng cung bên kia xem một chút. Tổng cộng là có 8 đạo thân ảnh phóng lên trên cao, ngay sau đó liền làm biến thành lưu quang hướng phía tiếng oanh kích kia vang dội phía chân trời hoàng cung Minh Đô. Nhìn từng đạo thân ảnh kia biến mất ở phía cuối chân trời, vô luận là Vương Đồng Nhi, Vương Thù Nhi hay là Quý Thất Trần, Kinh Tử Yên và Tiêu Tiêu, nhìn Vũ Hạo cũng là với ánh mắt nhiều khâm phục. Đợi chờ một lúc ở chỗ này, nguy hiểm bọn họ cũng là có thể gặp phải chợt xám. Vũ Hạo kẽ là mỉm cười, cũng không thừa nhận cái này nằm trong dự đoán của mình. Vận khí không tệ, Thù Nhi, ngươi đi đi, cái chìa khóa đó bên hông của Lý Trung. Hết sức là yên tĩnh đem hắn tới sàn phòng bên trái, phía sau lại đang trống không. Được rồi, Vương Thù Nhi lúc này đáp ứng, kèm theo phạm vi hồn ký mô phỏng của Vũ Hạo tăng cao, nàng nhẹ nhàng tiến vào trong bên trong sân. Lý Trung lúc trước nghe được âm thanh cứng cáp kia, trong lòng chật động, trong lòng người nếu như đang có chuyện, đối với ngoại giới biến hóa sẽ là rất nhạy cảm, cho đến khi nghe được thanh âm kia, nói chẳng qua là đi hoàng cung bên kia xem một chút, mà không phải là phát hiện ra cái gì, thân là quản sự hắn lập tức là thanh tĩnh trở lại, thân thể thậm chí là còn có chút là cảm giác mềm yếu, mà cũng vừa lúc đó, thông tin ở trên khí trên màn ảnh trong chặt tay của hắn cũng là rút cuộc sáng lên. Một cái ký hiệu xác nhận giao dịch thành công truyền đến, rút cuộc cũng là để cho tâm quán hoàn toàn là buông lỏng, trong ánh mắt của cũng là toát ra vẻ thoải mái. Đáng tiếc rằng hắn không biết rằng là thân thể quán đã là xảy ra một loạt biến hóa, tất cả đều là nằm trong tinh thần dò xét của Vũ Hạo. Dưới chỉ dẫn từ tinh thần dò xét của Vũ Hạo, Vương Thu Nhi mượn cơ hội này xuất thủ. Thân ảnh lóe lên, Vương Thu Nhi nhanh chóng là như tia chớp nhảy ra, bởi vì tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đã là trù ra phạm vi hồn kỹ mô phỏng của Vũ Hạo. Nhưng tốc độ của nàng thật sự là quá nhanh, thời điểm trong lòng của Lý Trùng cũng là cảm giác hắn muốn phản ứng đã là không kịp nữa rồi. Có điều hắn dù sao cũng là một gã hồn đạo sư, hồn đạo hộ tráng cấp 5 trên người vô thức là bắn ra trong nháy mắt, cố gắng ngăn cản Vương Thu Nhi công kích. Nhưng hắn đang đối mặt với người được xưng là Long Hồn Sư mạnh nhất ở trong cuộc thi thanh niên hồn đạo sư tinh anh cao cấp toàn lục đang diễn ra. Hoàng Kim Long Lữ Vương Thu Nhi, Vương Thu Nhi am hiểu nhất chính là công kích. Giống như dễ dàng đâm rách một lớp giấy, Hoàng Kim Long Thương trong tay nháy mắt là lọt vào trong hồn đã hỗ cháo. Một kích kia chính là Vương Thu Nhi tụ lực tạo ra, không chỉ tràn ngập lực lượng kinh khủng kia cùng với hồn lực của nàng, lại còn tinh thần lực xung nhập vào. Kim thương sắc nhọn, ngay cả Quý Thất Trần đã là tiến vào trong cảnh giới hồn thánh cảm nhận được, sắc mặt cũng là không khỏi biến hóa. Ngọn thương sắc nhọn lao như là gió đâm chính xác vào trong yết hầu của Lý Trung. Trên người của hắn cũng chỉ là phát ra một tiếng vang nhỏ, xương cốt vỡ vụn, không có bất kỳ thanh âm nào phát ra. Lý Trung mắt mở thật to, bởi vì trong nháy mắt vừa rồi thanh tĩnh trở lại, trong đầu hắn đã là vẽ ra tương lai hạnh phúc xa xí, mới trong nháy mắt ngắn ngủi cũng là xảy ra biến hóa lòng trời lở đất. Trong lúc nhất thời, cả người hắn đã là hoàn toàn ngừng trệ, không cam lòng nhìn lên trên bầu trời một lần nữa, đang bị hồn kỹ mô phỏng bá phú, thân ảnh trở trên vặn vẹo mơ hồ. Sinh mệnh lực của Lý Trùng cấp tốc chạy qua Hoàng Kim Long Thương, không còn một giọt máu tươi chảy xuống. Vương Thu Nhi cứ như vậy dùng trường thương đâm thi thể của hắn, đang chợt lóe thân, theo lời của Vũ Hạo vào trong không gian phòng kia, nhẹ nhàng đem thi thể của hắn lém trong góc, đồng thời thì mũi thương chĩa nhọn, đã là đem chuỗi chìa khóa kia bên hông của Lý Trùng mang ra bên ngoài. Hoàn thành lần đánh bất ngờ này, chẳng qua là chỉ ngắn ngủi mấy giây thời mà thôi. Vương Thu Nhi một lần nữa tựa ở trong phòng kia xuyên ra, nhẹ nhàng đóng kỹ cửa phòng. Vương Đồng Nhi, Quý Thuật Trấn, Kinh Tử Yên, Tiêu Thiêu cũng là đã vào trong sân. Vũ Hạo hướng Vương Thu Nhi sờ ngón tay cái lên rồi nói: Quý huynh, ngươi cùng với Tử Yên tỷ trông chừng cho chúng ta. Nếu có cường địch chạy tới, các ngươi phát tín hiệu ra lập tức là phá vòng vây trở về tiểu điếm. Không cần phải để ý đến chúng ta. Tam sư huynh cùng với tứ sư tỷ sẽ là ở ngõ hẻm bên kia tiếp ứng cho các ngươi. Tiêu Tiêu, Đồng Nhi, Thù Nhi, chúng ta đi.
Lúc này, đàn đội chỉ là có thể có một âm thanh. Kinh Tử Yên và Quý Thất Trần khẽ khẽ gật đầu. Dựa theo chỉ nhớ lúc trinh sát lần trước, Vũ Hạo mang theo mấy người đi tới cửa một gian phòng. Gian phòng này giống như là cái trước, không có ai cả. Quý Thất Trần và Kinh Tử Yên phân ra, mỗi người một cái cửa sổ núp bên cạnh, chú ý đến động tĩnh của phía bên ngoài. Vũ Hạo thì là mang theo Thu Nhi, Đồng Nhi và Tiêu Tiêu ba nàng đi tới phía trước một cái tủ lớn ở trong phòng. Mở cửa tủ, Vũ Hạo liền nói. Vương Đông Nhi và Vương Thu Nhi sau những làng đồng thời xông về phía trước một bước. Hai nàng liếc mắt nhìn nhau. Vương Thu Nhi dừng lại để cho Vương Đông Nhi mở cửa tủ. Vũ Hạo không nhịn được mở vỗ chắn của mình. Xem ra lần tới phải là nói chính xác một chút. Thu Nhi, cái chìa khóa màu tím cắm vào trong lỗ kia chìa khóa kia bên trái hốc tủ. Vũ Hạo lần này phân phó chính xác hơn. Vương Thu Nhi từ trong cái chuỗi chìa khóa kia tìm ra một cái màu tím duy nhất, lại tìm được cái lỗ chìa khóa bí ẩn kia, đem cái chìa khóa đâm vào. Nhất thời, kèm theo một âm thanh rất nhỏ, phía sau lưng học tủ từ từ mở ra, lộ ra một cánh cửa, bên trong mơ hồ là có ánh sáng phát lên. Vương Thu Nhi trực tiếp đi vào, bị Vũ Hạo gọi lại. Vũ Hạo trầm giọng nói, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đi vào sẽ là phải đối mặt với các cơ quan mai phục. Cái chỗ này đối với Nhân Nguyệt Đế Quốc mà nói là cực kỳ trọng yếu. Các loại hồn não khí cơ quan rất nhiều. Chờ một chút, Đồng Nhi đi lên trước, Tiêu Tiêu đi sữa, Thu Nhi, ngươi ở phía sau. Hết thảy và dựa theo lời nói của ta, không thể xuất hiện ra bất kỳ sai lầm nào cả. Nếu không nghe lời, chúng ta sẽ là phải cùng nhau lâm vào trong cảnh vạn kiếp bất phục. Và lúc này, bất kể là các người trong lòng có ý nghĩa gì cũng là phải thu lại. Vương Đồng Nhi thống khoái liền nói, ta không thành vấn đề. Tiêu Tiêu cười mà như là không cười, nhìn Thu Đông hành nàng một chút, lúc này mới là gật đầu. May là Vũ Hạo lúc này chẳng qua là tinh thần thế, cho dù là Tiêu Tiêu nhìn soi mói quá dị cũng là không quán. Vương Thu Nhi hít sâu một cái rồi nói, nghe lời người, đi, Đông Nhi đi phía trước. Vũ Hạo cũng là không hề chữa lại, lập tức phát lệnh. Vương Đông Nhi nhẹ nhàng tung người lên, tinh xảo chui vào thông đạo trong tủ chén, không có phái ra bất kỳ thành âm gì cả. Tiêu Tiêu và Vương Thu Nhi theo sát phía sau. Tiến vào thông đạo này, bên trong lại làm cho người ta cảm giác hết sức là rộng rãi. Thông đạo không phải là trực tiếp đi xuống phía dưới, mà là đi thẳng về phía trước. Xung quanh dày đặc thạch bích, độ dày đều là một thước trở lên. Đến Vũ Hạo tinh thần lực cường đại, trực tiếp xuyên qua cũng là rất khó khăn. Đi về phía trước chừng là 10 thước, phía trước xuất hiện ra ba cửa. Trên mỗi cửa đều là có nút từ 0 đến 9, còn có một cái lỗ chìa khóa. Nếu như không phải là Vũ Hạo đã là từng dùng tinh thần phản phân đi theo Lý Trung tới lần này, đối mặt với cơ quan bậc này, hắn dù thông minh cũng là không có biện pháp hóa giải. Đây là đại nhị phòng hộ lời này. Thời điểm bọn họ đi tới trước ba cái cửa, đột nhiên một trận âm thanh rè rè vang lên, vách tường xung quanh xuất hiện ra từng cái lỗ nhỏ, một cái hồn đạo xạ tuyến lạnh như băng từ trên bên trong đi ra bên ngoài, vây kín toàn bộ góc độ có thể né tránh. Vương Thu Nhi theo bản năng phản ứng, bị Vũ Hạo quát khẽ một tiếng rồi nói, đừng có động. Có lẽ là tín nhiệm đối với hắn sâu trong nội tâm cho phép, thân thể căng thẳng của Vương Thu Nhi lúc này mới là dừng lại. Vũ Hạo trầm giọng nói, chỉ cần tìm đúng đường, mật mã chính xác, nhưng thứ này sẽ là không phát động ra công kích. Thu Nhi, cửa bên trái mật mã là 37645169. Vũ Hạo liên tiếp nói ra 16 dãy số. Vương Thu Nhi nhấn mật mã vào cửa bên trái, rất nhanh, 16 chữ số đã là nhập xong. Cái chìa khóa màu vàng cắm vào, quay phải 2 vòng rưỡi. Vương Đông Nhi làm theo, cạch cạch cạch, 3 tiếng vang lên, đại bôn kia hướng ra phía bên ngoài bắn xa 3 phát, hồn đạo xạo tuyến mở ra lúc trước kia cũng là phòng bế. Xoẹt xoẹt, phẳng phất như là phóng ra một loại áp lực, cánh cửa kia lúc này cũng là mới văng ra. Tiêu Tiêu không nhận được cảm thán nói, tốt rồi, bố trí hồn đạo khí tinh xảo, riêng cửa ải này, nếu như không phải biết trước sẽ là rất khó thông qua. Vũ Hạo mỉm cười rồi nói, cái này cũng chưa tính là gì cả, lợi hại hơn còn ở phía sau. Dù sao thì loại phòng hộ này chỉ có thể nhắm vào trong hồn sư bậc hồn đế trở xuống, cường giả chân chính cậy mạnh cũng là có thể phá vỡ mà vào. Các ngươi cũng là nhìn thấy trình độ những cơ quan này rồi, phía sau phải là cẩn thận hơn một chút, đi thôi. Vương Đông Nhi gật đầu, vẫn là đi thuất ở đằng kia, tiến vào trong hồn môn hộ. Sau khi tiến vào môn hộ, ba nàng mới là kinh ngạc phát hiện ra, đây là một không gian kín ước chừng là 20m², cũng không có bất kỳ thông lộ nào khác. Vũ Hạo hướng với Vương Thu Nhi rồi nói, Thu Nhi, trên vách tường bên trái có 3 viên gạch màu vàng, ngươi đi đánh khối thứ nhất là 3 lần, khối thứ hai là 2 lần, thứ ba là đánh 1 lần. Vương Thu Nhi tốc độ cực kỳ nhanh, thời gian vài cái nháy mắt đã là hoàn thành. Nhất thời, cái sân vòng kín nhỏ là chấn động một chút, đại môn lúc trước bọn họ tiến vào trong chậm rãi khép lại, đỉnh chóp chung quanh sáng lên một vòng quang mang màu vàng. Sau đó, cái gian phòng kiến nhỏ này chấn động mạnh hơn nữa thì chuyển đến cảm giác không trọng lực rất nhỏ. Đây là
chúng ta đang rơi xuống. Vương Đông Nhi nhìn về phía cầu Vũ Hạo. Vũ Hạo lúc này khẽ gật đầu. Cấp bậc phòng ngự chỗ này so sánh với Minh Đức Đường cũng là cao hơn nhiều lắm. Lại ở sâu dưới đất là 100 mét, chu vi trong phạm vi mấy ngàn mét vuông, tất cả đều là các loại hồn đạo khí tạo ra. Nếu như không thông qua cái này để lên xuống, đến định trang hồn đạo phá cấp 9 cũng là phá không nổi phòng ngự ở phía trên. Ước chừng là 20 giây, cái loại hình lèn rơi xuống này chậm rãi là ngừng lại. Hai người chuẩn bị chiến đấu, Đông Nhi trái, Thu Nhi phải. Vũ Hạo vừa dứt lời, cánh cửa lạnh lẽo chậm rãi mở ra. Ô, Lý Văn Sự làm sao lúc này lại xuống đấy? Chẳng lẽ là cho huynh đại chúng ta uống rượu hay sao? Một thanh âm mang theo vài phần thích thú là vang lên. Vũ Hạo đáy mắt là kim quang chật lóe, hai tiếng kêu đau đớn đồng thời vang lên, linh hồn trùng kích. Mặc dù chỉ là có tinh thần thể, căn bản phát huy xa không hết uy năng của linh hồn trùng kích, nhưng mà lúc này thì là cũng đã đủ rồi. Vương Thu Nhi và Vương Đông Nhi nhanh như là tiêu chớp xông ra bên ngoài. Vương Thu Nhi là hoàng kim long thương, Vương Đông Nhi là tay phải của mình. Bất ngờ không để đề phòng, trên người hai đạm thân ảnh kia, hồn đạo hộ tráo mới là vừa vặn bắn lên, đó là bị các nàng chia ra đâm rách. Hoàng kim long thương, quảng trì phá má. Hai gã trung liên bị hai nàng công kích không cam lòng ngã xuống mặt đất. Nhưng bọn họ là hồn đạo sư cấp 6, như từ thiên nhiên nói với quất tử, dưới tình huống có chuẩn bị, hồn đạo sư không sợ hồn sư đồng cấp, có thời điểm đẳng cấp thấp thậm chí là còn có ưu thế. Nhưng ở dưới tình huống đột phá chiến đấu, tốc độ phản ứng của hồn sư nhanh hơn hồn đạo sư rất nhiều, nhất là Vương Thu Nhi, Vương Đông Nhi vừa đều là có năng lực phá vỡ hồn đạo hộ tráo. Hai gã hồn đạo sư cấp 6 này không có bất kỳ cơ hội nào để tiến để liền là té xuống. Giải quyết hai cỗ thi thể, ánh mắt của các nàng đồng thời nhìn về phía cầu Vũ Hạo, mà lúc này hiện lên trước mặt của bọn họ là một cái lối dẫn, lối đi có chút là trúng trái, hai bên treo hồn đạo đen. Vào trong chừng là hơn 10 thước, có một phiến đạo môn đi ngược chiếu. Vũ Hạo rồi nói, trên người của hai người kia có một cái chìa khóa, lấy ra. Vương Thu Nhi và Vương Đồng Nhi chia ra tìm được mỗi người một cái chìa khóa. Theo lối đi bên trái, nhớ, bước đi không thể ra ngoài chiều ngang 2 bước. Vũ Hạo trầm giọng nói, ba nàng theo lời của hắn nói, kéo xa đi tới trước thềm phiến đại môn kia đi ngược chiều bên trái kia. Phiến đại môn này hết sức là cao lớn, độ cao chừng là 4 thước, độ rộng 3 thước có hơn. Phía trên không có gì trang trí, chỉ có một ký hiệu nguy hiểm, ba cái lỗ chìa khóa cùng với một cái nút mật mã phía bên trên cùng. Lần này cầm cắm cái chìa khóa vào trước, mới là vừa rồi có hai cây kia, Đông Nhi cái của người phía bên trái, Vương Thu Nhi bên phải. Thu Nhi, trong chuỗi chìa khóa của Lý Trung có một cái thanh màu đen là phía trên chỗ rẽ, ba cái chìa khóa hợp lại ở chỗ chung một chỗ phía trước, sau đó lại là cắm vào. Đã là xâm nhập, ba nàng lại là kinh hãi. Các nàng giờ mới hiểu được nguyên nhân tại sao Vũ Hạo lại là mạo hiểm tách ra một cái tinh thần phân thân đi theo các nàng. Nơi này từng chi tiết cũng là rất trọng yếu, một chút lầm lỗi cũng là không được, lại càng phải là có tinh thần thảm trác của hắn chỉ dẫn mới là có thể lẩn tránh được các loại nguy hiểm. Thật sự là hiếm cách nào kìm càng hiếm hơn. Đối với Vũ Hạo chỉ nhớ cường hãn, các nàng cũng là không khỏi là âm thầm than thở trong lòng. Ba cái chìa khóa cắm vào, kế tiếp lại là nhập mật mã. Lần này số lượng mật mã thậm chí là có tới 32. Vương Thu Nhi dưới chỉ thị của Vũ Hạo nhập xong, chính mình cũng là đã quên mất mật mã phía trước.